Rồi xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có chiếc 700C nha các bác, 700C đen với một mớ đồ còn lại con đưa lên thanh lý cho mấy bác hết luôn. Mấy bác cần nào alo con đó, một số sườn mà còn lại nè. Đó, nhưng mà bác nào thấy ưng được thì alo con nha. Có những cái sườn hôm kia trả giá mà con bán, bữa nay con bán rẻ hơn lúc trả giá luôn. Rồi con có cặp bánh nè. Cặp bánh này là cặp bánh 700C nha các bác. Nó bánh thì khá là dày nha. Còn là dày, đầm thì đầm nhôm, niền nhôm, căm sắt. Ở bánh này mới nha, bánh này mới. Ở đây bánh trước nè. Đó, đầm này lon nha, đầm này lon, niền này lon, nói chung là đồ này lon hết. Cặp bánh 700C nói chung là cuộc cũng còn nè ha. Dạ, cặp bánh xào của nó nè ha. Cũng vậy luôn nha. Này là đen Sicily luôn nha các bác, đen như là mực luôn vậy đó. Ở này cũng khá đẹp nè ha, nó dày nè ha. Cái này thì nó hơi mắc hơi nè. Này có cái clip Trung Quốc trên này luôn nha các bác. Clip trên Trung Quốc hay clip Nhật gì nè. Cái này không biết nữa, không có để ý luôn, kệ nó. Mấy cái này con thanh lý thì con cũng không để ý làm gì. Nếu bác nào mua được Nhật thì hên, còn Trung Quốc thì đó là con bán Trung Quốc nha. Rồi cặp bánh này là hôm nay con thanh lý nha các bác, thanh lý mấy bác chơi nha. À, không có trả giá luôn đó, nói chung là mua được thì mình mua chứ không có trả giá luôn. 750.000 bao ship ha. Đó. Cặp bánh 700C ha, màu đen chuẩn. Nó clip đùm rồi đó trơn luôn. Họ à, bác nào chơi dạ alo con, thanh lý không có trả giá luôn. Rồi cái chiếc xe màu đen này hôm nay có cái đề nè. Cái đề với cái xăng dĩa này nha các bác. Giờ dĩa không bán thôi không gọi. Nó đây là đồ tô nay nha. Đó tô nay cái này là nó xấu nha các bác. Thanh lý là chỉ về bao xài thôi chứ cái không có bao đẹp nha. Đó, nó xài không được thì điện con, còn nói mà đẹp đòi đẹp là không không có nha, đừng có điện con nha. Cái thanh lý thì nó không có đẹp. Rồi cái này nè, đề 7 nha. Bánh xe đồ zin xài ngon lành, bao xài cho các bác xài nha. Còn nói là bao không có bao đẹp, nói chung là nhìn nó thanh lý nó xấu, nói chung là nó không được đẹp. Rồi hàng này là hàng Indonesia nha các bác. Đó, cái này là hàng Indo ha. Nói chung là mấy cái đồ này đồ xe, nói chung con nó phải nói với con bao với bác xài. Đó, Indo luôn. Rồi cái này con thanh lý là hai cái này là 300k bao ship. 300k bao ship nha. Đó, hai cái này bác nào alo coi. Rồi 280 nè. Đây là 220 uống cà phê nha. 280 bao ship cho bộ đề này nha. Giờ mới gạt dĩa cái đề 7 bao xài, không bao đẹp. Rồi cặp ngàm này luôn. Đài Loan 700C chuẩn luôn nha, mà sơn đen luôn nha. Nè. Nói chung là có hoa râm nha, có hoa râm. Đen thì có về mình xịt nước sơn đen này thôi cho nó đẹp luôn, bóng luôn. Phủ bóng lên luôn cho nó đẹp. Rồi cái này gom mòn nha các bác. Đó. Rồi cái này con giao lưu là 150k bao ship luôn nha. Đó, 150k bao ship, còn cặp cuối cùng luôn. Đó, hôm nay bác nào cần thì alo con. Có hai cặp bác kia chốt lên cặp này. Rồi cặp đùm Shimano 600 nha. Này là 36 găng nha. Cái đùm sau nè, ti đầu zin đẹp. Cái này thì nó có nè. Nó hơi không được đẹp nè, chỗ này nó hơi bị ấy nè. Hơi bị giống như bị lỗi xíu nhẹ vậy đó. Đó, cặp đùm 600, nếu mà nó xuất sắc thì bộ cái này nó đẹp. Bia da băng ha. Tâm trắng nha các bạn. Đó. Rồi cái đùm trước này là Like Kitty nè ha. Đó, Kitty này Like nè, không đúng của nó nè. Và bộ này thanh lý luôn nha. Hôm qua bán 700 không bác nào mua nhá. Hỏi không nào mua. Thanh lý luôn, 650 giảm 50.000 tiền cà phê mấy bác chơi. Bao xài, ngon lành. Nói chung là không có sượng không có gì hết. Rồi cái bà cặp này là cặp Shimano Tunay nha các bác. Đó, đề 72 nha. Ta lắc nè.
Đó, cái này là nó bể cái miếng mũ che từ đây qua đây nè. Nó bể cái mũ che từ đây qua đây, cái chữ tu này á, giống như gì nè. Đó. Bao xài ngon lành nha các bác. Nhưng một cái là này là cũng không có đẹp đâu. Đó, nắp thì còn nguyên nguyên ha. Cái này bên đây thì nó bể miếng ở trong nè. Tại cái miếng chữ tô này chỗ này nè, nó bể nè. Nó đứt đây qua đây nè, đi che ở chữ có chữ tô này ha. Giờ cái này là thanh lý luôn nha. 72 nha các bác, bao xài ngon lành luôn. Rồi 600k bao ship. Chiệt là xài thôi, nhưng cái đẹp là không có đẹp thôi. Đó nè. Mấy cái này nó chỉ là mấy cái trang trí cho đẹp thôi nha các bác. Rồi. Rồi cái ghi đâm cuột nha. Cái này là cái ống này nó bự nè, như cái chày đâm tiêu vậy đó nha các bác nè. Ở trên trong này nó bự chà bá ngoài nhỏ xíu nha. Nó cắn xíu này ha. Màu đen. Rồi hai cái nắp nhôm của nó còn đẹp nè. Rồi cây này là luôn đi đông ông tăng nha. Đó, có cắn nhẹ miếng chỗ này nha. Rồi cái này con dao lưu là 300k bao ship nha. 300k bao ship cho cây này, bán nợ alo con. Cây này của hãng gì thì không biết. Canon, Canis gì nè. Rồi kể đi. Đó, lý, cái bác chơi được, mình chơi. Rồi. Có mấy cái sườn luôn nha bác, 2-4 cái sườn nha. Rồi cây đầu tiên, cây này cây 700C nè. Cây 700C thì giống bắn nha các bác. Cây này lùng nha, khoảng 4 mấy thôi nha. Đó, có cây ngon lành, không có dính nha. Này, đời này Trung Quốc nha, sườn Trung Quốc. Này lắp sinh đi học hết bài luôn nha các bác. Đó, thấy cặp bánh vài trăm ngàn nữa. Vô cái bộ đầu viết vòng vòng gì chừng khoảng triệu nữa là có chiếc xe ngon lành ha. Xe bãi luôn chứ không phải là xe Việt Nam làm đâu nha. Rồi con ốc này mất nè. Mất con ốc dặn này ha. Đó, không có. Rồi, khâu khiết được ngon lành nha. Có yên không dính, có yên nhôm luôn. Đó, sườn thì sườn sắt. Rồi cái sườn này thanh lý cho mấy bác chơi về dọn cho mấy cháu đi học nha. Đó, nói chung là sườn đẹp nha các bác, chữ nghĩa rõ ràng, tem này màu đen nha, về chỉ dọn cho mấy cháu đi học thôi. 550k bao ship, đó, mọi tiền ship không hết 100 ngàn. Rồi bác nào nghe lô rồi, không có ốc nha, đó. Rồi cây này 66 nè, 66 cổ nha các bác. Cây này hôm kia có chú kia trả con giá mà con nói có 50 ngàn mà con không bán á, mà con để hoài, tới đầu đem đồ mới vậy, con bán. Con bác thanh lý luôn. Rồi cái này nó có cái bát này luôn nha. Hôm kia có cái này mà con quên, biết con bỏ ở đâu rồi con mới thấy con lụm lại. Rồi cái sườn 66 cao là 52 năm ha. Đó. Sơn xấu. Nó sơn ghim mà xấu ha. Rồi bát bít đồ ngon lành đẹp luôn. Rồi cái này là con dao lưu là hôm qua hôm kia là có bác kia trả con 1 triệu con bán á. Có kia ngồi sắt màu đen ha. Rồi con dao lưu này là 900k bao ship. Bác nào thấy ơn được alo con Magita nha. Rồi cây này cây chuyên nghiệp nha các bác, 700C nha. Chuyên nghiệp nha. Đó. Nè. Gãy cái một cái con ốc này dặn nè ha. Đó, màu sơn đen, mắt tem mắt tiết vậy hết nha. Đó, cốt yên thì ngon lành, không có dính nha, nhưng mà nhôm. Cao 57 nha các bác, con này cao 57. Cao 57. Rồi. Kiếm dây sệ đẹp ha, sườn là sườn chuyên nghiệp không mắc chè nha. Đó. Rồi kiếm rồi đẹp. Rồi giữa có quyên rồi đầy đủ ha. Rồi con cây này bữa nay con thanh lý mấy bác về dọn chơi luôn nha. 1,2 triệu bao ship nha. Bữa nay mà bác nào không mua cây này nữa con đem con bỏ luôn đó. Con dục vô trong cái đống kho của con là nó sẽ không còn xuất hiện ở trên thị trường nữa. Rồi. Bác nào alo con.
Rồi cây này là cây sườn Đài Loan nha các bác, sườn Đài Loan đời mới. À, nói chung là 700 xe chuẩn, bị cây này là màu trắng, bị thằng Nhật nó xịt cái màu đen lên tà leo mé cho nha. Đó, sơn trắng nè, rồi nó xịt lên, lấy chai nước sơn xịt, nó xịt tùm lum hết trơn nha. Bác này mấy bác về dọn lại sơn cho lại chơi cũng được. Chén cổ rồi bằng nhôm đẹp ha. Đó. Cây này chắc cao cao khoảng 52 nha các bác, cao khoảng 52 nữa rồi, mua này cũng đo kỹ ra cho. Ở sơn trắng bị xịt đen. Đó rồi. Bát bắt đề bắt đồ còn đẹp ha. Đó, vào giữa cây bạc đạn ngon lành luôn. Đồ này là đồ Đài Loan nha. Rồi cái này bắt bánh là chuẩn luôn nha, bán khúc luôn nha, đẹp nha. Rồi cây này con cũng giao lưu á, giá là 800k một ship nha, đó. Các bác dị dọn sơn này chơi. À, còn không thích dọn nữa thì mình sơn màu đen lại luôn cũng được. Rồi, bác nào thấy được alo con. Hôm nay có mới gì đó, bác nào thấy được cái nào luôn có đó nha. Xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.